Thì mình quay cận cảnh bé vặn cái Phú Quốc mã số V03. Đây, bé đang tập xích. À, xoáy của bé tôi còng và miếng đẹp. Hiện tại mình đang tập xích nha. Mình đang tập xích từng bé để cho trước khi về nhà mới ấy, yên tâm hơn. Đây đây. Cắm nghịch nha, nghịch lắm. Đây, vặn cái mã số V03. Mảng màu. Cận cảnh xem thì mọi chi tiết các bạn có thể liên hệ số điện thoại 0989 356 396 của trại chó Phú Quốc Sài Gòn. Cái ghét quá, nó đang tập xích nên nó gồng người lên. Trời ơi, ăn bụng cóc nóc rồi ha. Đâm lưỡi. Đúng. Bạn nào ưng bé vịnh cái này thì liên hệ số điện thoại mình nha. Số điện thoại 0989 356 396 của trại chó Phú Quốc Sài Gòn. Thì Zalo mình cũng xài số này luôn.